Kính gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi Truyền Cảnh Giác, chương trình phát sóng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị nhận được những cuộc gọi đề nghị về việc gia hạn bảo hành máy lạnh hay chưa? Sự việc nghe cũng rất đổi bình thường đúng không ạ? Tuy nhiên trên thực tế, đó lại là kịch bản lừa đảo của những kẻ gian. Chỉ với một cuộc gọi đơn giản thôi nhưng đã khiến cho nhiều người dễ dàng tin tưởng và từ đó trục lợi bất chính. Cụ thể chiêu thức này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây đã được Truyền Cảnh Giác tái hiện dựa trên câu chuyện có thật đã xảy ra. Alo. Alo. Dạ cho em hỏi phải anh Nguyễn Minh Tâm không ạ? Anh là Tâm nè em, có gì không em? Dạ, em là nhân viên chăm sóc khách hàng của cái hãng máy lạnh mà anh mua năm vừa rồi đó anh. Có gì không em? Dạ cho em hỏi là máy mình vẫn còn sử dụng tốt không anh ha? Anh vẫn xài bình thường ạ. À. Theo thông tin khách hàng á thì em thấy là anh mua máy lạnh khoảng được một năm rồi đúng không anh? Dạ. Anh mua được năm rồi em. Dạ, thì thông thường là 6 tháng mình phải vệ sinh và bảo trì một lần thì máy mới sử dụng tốt được. Thì nhưng hiện tại em thấy gói bảo hành của mình đã hết hạn rồi. Và để phục vụ khách hàng tốt hơn á thì hiện tại công ty của em đang có chương trình gia hạn thời gian bảo hành thêm 3 năm nữa. Và trong gói bảo hành này á bao gồm các dịch vụ là bảo hành cam kết trong vòng 3 năm, sửa chữa các vấn đề về lỗi kỹ thuật nè. Và đặc biệt á tặng anh 6 lần vệ sinh máy lạnh miễn phí luôn đó anh. Vậy mình có tốn phí không em? Dạ, chi phí gia hạn gói bảo hành là 250.000 đó anh. Thôi được rồi em ơi, anh bận rồi. Có gì anh liên lạc lại sau nha. Dạ. Trời ơi, số tổng đài, số hotline, số quắc à. Cái này chắc số mấy ông lừa đảo quá. Anh Tâm có lẽ là một trong những người may mắn kịp thời nhận ra sự bất thường khi thấy số điện thoại gọi đến không giống những số tổng đài mà có khả năng là sim rác. Chính vì vậy, lời nói của người tự xưng là nhân viên này vốn không đáng tin tưởng. Nhờ đó mà anh Tâm đã tránh khỏi việc bị lừa đảo. Tuy nhiên, kẻ gian không dừng lại mà vẫn tiếp tục tìm đến những con mồi khác. Ngô Thị Tám, sinh năm 1967. Sao mà kỳ cục vậy trời? Alo. Dạ alo, dạ chắc hỏi là phải cô Ngô Thị Tám không cô? À đúng rồi, tôi đây. Dạ chào cô, con là Toàn, con là nhân viên bên cửa hàng điện máy, chỗ mà cô mua máy lạnh khoảng 2 năm trước đó cô. Để tôi nhớ. À đúng rồi. Vô mùa nóng á, cái thời tiết nắng nóng khó chịu quá, nên là cách đây 2 năm mấy á, tôi có gắn một cái máy lạnh ở phòng khách để cho cả nhà xài chung. Nhưng mà không có biết máy lạnh nó có bị hư cái gì không á. Mà khoảng một tuần nay bật lên á thì nó vẫn chạy nhưng mà nó không có lạnh nữa. Thiệt tình á, chứ tôi ngồi phòng máy lạnh mà phải xài quạt tay luôn á. Sau này á thì tôi mới biết á, không phải do máy lạnh bị hư, mà chủ yếu á là do tôi xài không có kỹ, không có vệ sinh máy lạnh chứ không phải do máy hư. Tôi nhớ hôm đó đó, có một cậu thanh niên gọi đến. Cậu đó tự xưng là nhân viên của hãng máy lạnh mà nhà tôi đang xài nè. Dạ. Dạ cô ơi, cho con hỏi là cô vẫn còn xài cái máy lạnh đó đúng không cô? Tôi vẫn xài nè. Dạ, dạ máy lạnh của mình hoạt động còn tốt không cô? Trời ơi, cậu ơi, lúc này cái máy lạnh này nó làm sao á. Có khi tôi bật lên á, thì nó chạy bình thường. Mà nó ra hơi không mà nó không lạnh. Dạ, cô cho con hỏi là bao lâu rồi mình chưa vệ sinh máy lạnh vậy cô? Trời ơi, tôi đâu có rành cái vụ này đâu, nghĩa là mình phải vệ sinh hả cậu? Dạ. Vệ sinh máy lạnh á là có nhân viên đến vệ sinh máy lạnh chứ mình không tự vệ sinh được đâu cô. Ủa vậy là mình phải kêu người tới mà có tốn tiền không cậu? Dạ, chi phí vệ sinh máy lạnh là từ 300 đến 400 ngàn đó cô. Thông thường á, để máy lạnh hoạt động tốt nè, luồng không khí trong sạch á thì từ 4 tháng đến 6 tháng mình phải vệ sinh máy lạnh một lần đó cô. À, vậy là từ 4 tháng đến 6 tháng. Nhưng mà tốn tiền quá vậy cậu. Đó là giá cả trên thị trường thôi. Còn đối với cô á, là cô, tụi con đang có chế độ ưu tiên cho cô. Bởi vì cô đang xài máy lạnh cái hãng của bên con đó cô.
Dạ cho nên con sẽ đưa cái gói bảo hành cho cô là được vệ sinh máy lạnh miễn phí luôn. À nhưng mà cô nhớ là cô mua cái máy lạnh này 2 năm, à hơn 2 năm rồi đó cậu. Dạ, cô nhớ chính xác quá. Cái cậu thanh niên đó nhắc đến chuyện bảo hành, tôi mới nhớ cái hồi đợt mua cái máy lạnh này nè, người ta nói là được bảo hành trong vòng 2 năm, tức là tính tới bây giờ thì cũng khoảng hơn 2 năm rưỡi rồi, hết cái thời gian bảo hành rồi. Dạ, để phục vụ khách hàng tốt hơn, cho nên công ty con đang có chương trình là gia hạn bảo hành máy lạnh cho khách hàng đó cô. Dạ, có phải là cô mua máy lạnh vào ngày 13 tháng 10 năm 2020? Tính tới bây giờ là cũng được 2 năm rồi đó cô. À, để cô nhớ từ từ đó. Ờ, à, để cô lấy cái giấy của cô ra. Dạ. Ờ, à, đúng rồi. Cô mua ngày 13 tháng 10, 2020. Dạ. Vậy là cô, thông thường á, là sau khi hết thời gian bảo hành á, thì bên công ty của tụi con á, cũng vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng là bảo trì và sửa chữa, nhưng có thu phí. Dạ, nhưng mà cái phí này cũng tương đối là không phải rẻ đâu cô. À, cho nên á, bây giờ tụi con á, đang có chương trình chăm sóc khách hàng. Cho nên á, muốn á, là chăm sóc khách hàng tốt hơn, nên tụi con sẽ gia hạn bảo hành cho khách hàng đó cô. Bây giờ cô chỉ cần bỏ ra có 250 ngàn thôi, mà cô được là bảo hành sửa chữa trong vòng 3 năm. Dạ, cô được là vệ sinh máy lạnh 6 lần miễn phí luôn đó cô. Tính ra như vậy là cô quá lời luôn đó. Ý của cậu nhân viên đó nói á, là cái máy lạnh nhà tôi mua được 2 năm rưỡi, tức là đã hết thời gian bảo hành, mà bây giờ máy lạnh đang gặp vấn đề. Nếu như tôi kêu thợ tới bảo trì sửa chữa thì phải tốn tiền mấy trăm ngàn, thiệt thấy cũng tốn kém tiền bạc quá. Nên là cậu nhân viên đó nói bên hãng máy lạnh ra cái chính sách mới gì đó, gia hạn bảo hành máy lạnh cho khách hàng. Tức là thay vì máy lạnh nhà tôi hết thời gian bảo hành thì bây giờ được gia hạn thêm tới 3 năm nữa lận đó. Tức là trong 3 năm tới, tôi sẽ được bên hãng sửa chữa bảo trì máy lạnh miễn phí, rồi còn được tặng thêm 6 lần vệ sinh máy lạnh nữa. Mà lúc đó, tôi thấy cậu đó nói chỗ này cũng đúng. Mặc dù chưa từng vệ sinh máy lạnh lần nào, nhưng mà tôi từng nghe người ta nói là phí vệ sinh máy lạnh cũng cao lắm. Có thợ tới nhà làm, mỗi lần cũng tốn 5-600 ngàn, chứ không có ít đâu. Mà nếu bây giờ, nếu như mà tôi đồng ý gia hạn cái gói bảo hành này, thì chỉ tốn thêm có 250 thôi, mà được tặng tới 6 lần miễn phí vệ sinh máy lạnh. Nói chung á, nghe qua là thấy mình quá là lời luôn. Trên thực tế, đây chính là những thủ đoạn thường thấy của những kẻ lừa đảo, chủ yếu đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người. Bọn chúng sẽ dẫn dụ con mồi bằng cách đưa ra những chương trình khuyến mãi, quà tặng hay chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn, khiến cho khách hàng cảm thấy rằng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ nhưng có thể nhận lại được lợi ích lớn hơn rất nhiều. Và tiếp tục màn kịch lừa đảo, kẻ gian sẽ có những hành động gì nữa? Mời quý vị cùng theo dõi. À, vậy là cái này là cô phải lên trên công ty cô làm cái giấy gia hạn bảo hành lại đúng không? À, dạ không cần đâu cô. À, bên con có một dịch vụ là sẽ đến tận nhà khách hàng, đưa giấy bảo hành và đưa hồ sơ bảo hành cho khách hàng. Khách hàng ok sẽ ký vào. Dạ đến tận nhà luôn cô ơi. À, vậy thì tiện quá. Dạ, cô ơi cho con hỏi là phải mình còn đang ở địa chỉ là 172/5S. À, đường số 1 đúng không cô? À, đúng rồi con. Khoảng tầm 1 tiếng nữa thì nhân viên bảo hành của con sẽ đến và đem hồ sơ đến cho cô xem, cô ký giùm con nha. À, vậy thì tiện quá ha. Dạ. Cảm ơn con trước nha. Dạ rồi, dạ dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ cô Tám ơi. Cô Tám ơi, cô Tám. Ơi. Dạ chào cô. Dạ cô là Ngô Thị Tám đúng không ạ? À đúng rồi. Dạ con nhân viên bảo hành máy lạnh này cô. À. Đến đem phiếu bảo hành cho cô đó. À. Dạ. Vậy con ngồi đi. Dạ. Dạ con đem hợp đồng bảo hành đến cho cô nè. Dạ đây. Dạ cô xem giùm con nhé. Đây, đây là Ngô Thị Tám tên cô nè ha. Ừ. Dạ, được bảo hành trong vòng 3 năm nè. Cậu đó đem tới cho tôi coi một cái hợp đồng có đầy đủ những cái thông tin nào là họ, tên, địa chỉ, ngày mua máy lạnh, rồi gia hạn bảo hành trong vòng 3 năm, ngày hết hạn bảo hành, vân vân. Nói chung là đầy đủ rõ ràng.
Với lại nhìn cách cậu ta ăn mặc, nói năng, thấy cũng chuyên nghiệp lắm. Thành ra lúc đó tôi cũng tin tưởng, chứ đâu có nghi ngờ gì đâu. Yêu cầu con mồi chuyển khoản trước rồi biến mất không dấu vết là thủ đoạn thường thấy của những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, một số tên lừa đảo khác lại không chọn thủ đoạn này, mà bọn chúng thậm chí còn ngang nhiên tự đi đến nhà con mồi, giả mạo là nhân viên để thu tiền trực tiếp. Tất nhiên, kèm theo đó, chúng cũng chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ, hợp đồng được làm giả. Hình thức này sẽ dễ có được niềm tin của con mồi hơn. Người dân cần lưu ý, hiện nay các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng đều có khả năng bị làm giả. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào những tài liệu này mà vội tin tưởng, rất dễ bị lừa đảo. Cô xem, nếu không thắc mắc gì thì cô ký tên vô đây giùm con. Đúng hả cô ha? Vậy giờ cô ký tên đây hả? Dạ. Dạ, dạ. Cô cho con Thu là 250 nha cô. Vậy là con Thu 250 không? Dạ. Ôi trời ơi, con Thu tiền vậy rồi, chừng nào con cho người tới sửa chữa cho cô bảo hành. Dạ cô yên tâm đi, sáng mai 10 giờ là có người đến bảo hành máy lạnh cho cô nha. Ủa mà sao giờ không làm luôn? Con là nhân viên chăm sóc khách hàng, còn bên kia là nhân viên sửa chữa máy lạnh khác nữa. Dạ, hai bộ phận khác nhau. Vậy con tranh thủ sáng mai con cho người tới làm sớm cho cô. Dạ. Chứ nó nóng quá trời, nóng cô đi con yên ơi. Yên tâm đi, làm một lần là mát lạnh, ngon lành, xài tốt luôn, cô yên tâm nha. Dạ. Cảm ơn con nghe. Xin chào cô, con về nha. Cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Tôi cũng không hề nghi ngờ cái gì cái cậu nhân viên này hết. Vẫn cứ đinh ninh là sáng mai sẽ có người tới sửa máy lạnh cho mình. Nhưng mà tôi đợi hoài, không có thấy ai tới. Tôi có gọi lại cho cái cậu nhân viên đó, nhưng mà số điện thoại thuê bao, không liên lạc được nữa. Thấy sốt ruột quá, tiền bạc á, thì đã đóng xong hết rồi, mà không ai tới sửa máy lạnh cho mình là sao? Sau đó thì tôi kiếm số tổng đài của hãng máy lạnh, gọi lên hỏi thử coi sao. Sao cái thằng này sao tới giờ này nó chưa cho người lại nữa ta? Dạ, cửa hàng điện máy xin nghe. Cô ơi, hôm qua có cái cậu kia kìa, cậu tới đây nè, cậu nói là hôm nay á là tới gia hạn bảo hành sửa chữa cái máy lạnh cho tôi, mà sao tới giờ này mà chưa cho ai tới vậy cô? Dạ, cô cho con xin tên của mình để con kiểm tra thông tin nha. Tôi tên là Ngô Thị Tám. Dạ. Hiện con thấy á là cô không có liên hệ với bên con, không có thông tin gì về việc sửa máy lạnh hết cô. Trời, cô nói làm sao á? Hôm qua có cái cậu kia nè, tới đây nè, cậu nói á là gia hạn á bảo hành máy lạnh cho tôi á trong vòng 3 năm. Cái hồ sơ cho tôi nè, rồi tôi đóng 250.000 nữa. Nói 10 giờ cho tới mà cho tới đây sửa mà sao tới bây giờ tôi chưa có thấy nữa. Cô ơi, không biết á, cô có nhầm lẫn gì bên nào không á, chứ hãng bên con á hiện không có chính sách gia hạn bảo hành gì hết á cô. Trời ơi, cô nói làm sao á, cái cậu đó cậu tin toàn. Dạ, bên con á cũng không có nhân viên là tin toàn hết cô ơi. Rồi vậy cô nói làm sao á? Chứ trên cái giấy tờ làm hợp đồng cho tôi hôm qua nè, là có cái thương hiệu của máy lạnh của tôi đang xài ở nhà rõ ràng đây nè. Cô ơi, cô coi chừng gặp phải lừa đảo nha cô. Tại vì hiện nay có một số đối tượng giả mạo là nhân viên các hãng điện máy để gọi điện lừa khách hàng đó cô. Trời ơi là trời. Vậy không lẽ là tôi bị lừa rồi? Không phải ngẫu nhiên mà đối tượng Toàn có được những thông tin cá nhân để gọi điện cho anh Tâm và bà Tám, mà bởi trước đây Toàn từng là nhân viên thử việc tại hãng máy lạnh. Thế nên hắn Tâm mới có được đầy đủ thông tin của các khách hàng, dựa vào đó dở ra những chiêu trò lừa đảo dưới hình thức gia hạn bảo hành máy lạnh. Mặc dù số tiền mà kẻ lừa đảo chiếm đoạt không lớn, song trên thực tế, với thủ đoạn này hắn ta đã lừa rất nhiều người khác nhau, thế nên tổng số tiền chiếm đoạt được cũng không phải là con số nhỏ. Không chỉ riêng với thiết bị máy lạnh mà hiện nay chiêu thức lừa đảo này còn được kẻ gian áp dụng với nhiều thiết bị điện máy khác như là tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng. Người dân cần có sự cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi với nội dung tương tự như thế này, và tốt nhất là nên chủ động liên hệ với số điện thoại của nơi mua hàng để xác minh thông tin, tránh mắc bẫy lừa, mất mát tài sản một cách oan uổng. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email truyền cảnh giác vn@gmail.com.
Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.